Kính thưa quý vị, sở thú Nhật luyện tập bác thú sổng chuồng tên từ Đông Kinh. Một sở thú ở Đông Kinh đã cho thực hiện một buổi tập luyện trình bày một nhân viên ăn mặc như một con ngựa vằn đang chạy trốn. Sở thú cho biết, cuộc tập luyện này là để chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra khi bị động đất. Trong buổi diễn tập, ngựa vằn do chị Yumi Tamura giả mạo và bị đồng nghiệp tung lưới bắt. Tamura nói ăn mặc trong trang phục ngựa vằn giúp cho chị có sự đồng cảm với loài thú vật. Chị cho biết, ngựa vằn là loài vật rất dễ hoang mang. Khi mọi người đến gần nó thực sự sợ hãi. Và chị Yumi Tamura đã biết điều này sau buổi tập dượt. Chị sẽ tìm ra giải pháp để không gây kích động cho những con thú mà vẫn dẫn chúng trở lại chuồng một cách dễ dàng. Khoảng 150 nhân viên của sở thú, cảnh sát địa phương và các viên chức của sở cứu hỏa đã tham gia trong buổi diễn tập. Trong khi là một cuộc tập dượt nghiêm trọng, sự kiện hàng năm này cũng thu hút rất nhiều du khách. Một trong những du khách tên là Hiroko Onishi, 38 tuổi, nói đây là một điều cần thiết phải làm và cũng rất thú vị. Những người khác thì kinh ngạc với con ngựa vàng đi đường như một người bình thường. Sở thú Đông Kinh đã tổ chức các khóa tập luyện thường xuyên như trên kể từ năm 1980.